Thời điểm xảy ra sạt lở, 8 người trong nhà đang ngủ. Khoảng 12 giờ đêm, hàng nghìn mét khối đất đá từ ta luy dương bất ngờ tràn xuống, vùi lấp phía sau ngôi nhà của gia đình ông Long Sơn Hà. 5 người chạy thoát ra ngoài, 3 người bị vùi lấp. Tuần trước đây là ở trên địa bàn xã Hiệp Lực là mưa kéo dài thì mấy hôm, khoảng 4 hôm liên tục. Chúng tôi cũng đã cảnh báo và cũng bảo bà con là cũng kiểm tra thường xuyên. Nhưng mà do là ngày mùa của bà con đang mùa rộ thuốc lá thì bà con sáng đi tối về thì cũng không kiểm tra thường xuyên được. Ngay sau khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ của tỉnh Bắc Cạn đã nỗ lực ứng cứu, đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường. Nhưng do địa hình bị chia cắt, lượng đất lớn nên đến 10 giờ 30 phút sáng nay, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và đưa 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Huy động tất cả lực lượng tổ chức coi như là cứu nạn với một cái tinh thần là không sợ nguy hiểm, không sợ khó khăn để mà tổ chức khẩn trương tìm kiếm để cứu nạn, cứu được những cái người bị nạn ra khỏi cái vùng sạt lở. Theo cái phương châm trước tiên là 4 tại chỗ và các cái nội dung hỗ trợ của từ huyện, từ tỉnh, chúng tôi sẽ đảm bảo hỗ trợ cho gia đình kịp thời. Còn một việc nữa hết sức quan trọng là làm sao để hỗ trợ gia đình là ổn định cái cuộc sống sau này. Việc trước tiên là không thể cho người quay lại ở hoặc là đến thăm xem. Qua rà soát, tỉnh Bắc Cạn có đến hơn 500 điểm với gần 2.500 hộ dân tiềm ẩn nguy cơ cao về thiên tai, trong đó có 384 điểm nguy cơ sạt lở đất. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không chủ quan. Khi phát hiện những điểm mình sinh sống có dấu hiệu sạt trượt thì phải sớm báo cáo chính quyền địa phương để có phương án xử lý.